Chào mừng đã quay trở lại kênh của mình. Vậy là vừa rồi ở cả bản đài lẫn cả bản tiếng Anh thì vừa kết thúc cái giải đấu lên server. Và lúc này thì ở bản đài vừa có thêm một S cộng mới, đó là Zamazenta. Vừa mới kết thúc chủ nhật xong, do đó thì cũng chưa cho vào trong cái đội hình như thế này. Và đây là một S cộng mà phải nói là tăng rất là tốt. Còn ở hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngó đó là cái meta. Bản đài thì đi nhanh hơn bản tiếng Anh nó là một tháng. Do đó thì đội hình của bản đài bây giờ đang là cái team ma siêu, và team thứ hai là cái team tia đất đá kết hợp với cả sắc đẹp này. Những người chơi bây giờ chủ yếu là đi theo hai hướng này. Team tia đất đá kết hợp với sắc đẹp có Shiny Mega Carnivore thì ở bản tiếng Anh thứ năm này sẽ là cái sự kiện đấu giá của nó. Và trong clip này thì chúng ta sẽ cùng ngó trận đấu của những người chơi đã vươn lên top. Đầu tiên là cái trận này, hai team, một team tia đất đá thần kết hợp với cả sắc đẹp này sẽ đấu với cả cái team ma đầu tiên. Lực chiến thì cũng ngang rồi, có khi bên team ma còn hơn. Và bên team ma bên này thì xem nào, không có Mega Mewtwo X này ở trong cái đội hình team ma này, mà theo kiểu một team ma bình thường thôi. Có thêm Mew Origin nữa để có thể là hỗ trợ hồi sinh dành cho những Pokemon hệ siêu. Và team tia đất đá thuần thì bây giờ lại có thêm sức mạnh mới của Shiny Mega Gardevoir nữa, thì cái sát thương nó gây ra bẫy các kiểu nó còn mạnh hơn. Đến thời điểm mà có thêm Shiny Mega Gardevoir này, bạn có thể bỏ bớt đi một Pokemon hệ đất đá, ví dụ như Raimon Gaudon chẳng hạn, để cho thêm vào đó là con Shiny Mega Gardevoir này. Vẫn có thể đủ gọi là kích hoạt được bão cát để cho Shiny Mega Tyranitar nó vững chắc. Còn đâu thì kết hợp với bộ đôi đặt bẫy này, còn Sernia thì dùng để gọi như là giúp cho cái team nó vững chắc hơn. Và mới lần 2 thì cái team tiết đá thuần kết hợp với sắc đẹp này vẫn đang rất là bình an luôn, chưa thấy bị hề hấn gì cả. Một phần là bên nếu mà giả sử bên team ma bên kia bạn không có thêm đó là con Necroma hay là Mega Mewtwo X thì cái khả năng mà đập được cái team tiết đá thuần mà bây giờ kết hợp thêm với sắc đẹp như này nữa cũng rất là khó khăn luôn. Một cái sự phòng thủ vững chắc kèm thêm cả bẫy đến từ bộ đôi đặt bẫy kia nữa. Thì có nhiều người chơi theo kiểu mà bỏ con Gigane hoặc Raimon Gaudon ra nữa để có thể kết hợp thêm với Mew Origin. Nhưng mà thôi, mình nghĩ là cứ để có hiệu ứng bão cát như thế này vẫn ổn hơn, để giúp cho cái bộ ba hàng trên nó có được cái giảm thương đến từ bão cát, và kèm thêm nữa là Shiny Mega Tyranitar nó tạo được nhiều cái bức tường hơn. Và đây lại gọi là cái sự trâu của cái team tiết đá đây. Chuẩn bị bản tiếng Anh đến thứ 5 này sẽ là đấu giá của Shiny Mega Gardevoir là bổ sung thêm vào trong đội hình này nữa. Nếu bạn mà không có thêm Necroma hay là có thêm Mega Mewtwo X thì cũng sẽ rất là khó đập luôn. Và với việc đó là có bão cát thì sẽ tạo ra được rất là nhiều cái tường đá như thế kia. Và đây team ma hồi sinh đợt này đây, tấn công tiếp vẫn đủ để tiêu diệt được một con Gigane rồi này. Lúc đầu tiên thì có vẻ như là đang bị áp chế rất là nhiều. Lúc này lúc phản công lại để làm cho cái team tiết đá thuần kia bị yếu đi. Nhưng mà hiệu ứng mê hoặc đến từ Shiny Mega Gardevoir rất là nhiều luôn. Tự đánh lộn lẫn nhau và chết này. Trận đấu kế tiếp cũng là cái team tiết đá thuần, nhưng mà bên kia bây giờ lại kết hợp thêm một Pokemon nữa, đó Necroma cho vào đội hình. Và đội hình bên này tiết đá thì lại không có kiểu dạng như là tạo ra bão cát, và cũng không có Mew Origin đi kèm để bổ trợ dành cho Necroma này, nó cũng rất là lãng phí luôn. Bên kia thì đang được tàng hình này. Và đây Necroma, như các bạn thấy nếu mà đội hình bên kia mà lúc đầu ấy đẩy Necroma sang thì có khi bên team đất đá bên này nó cũng sẽ kiểu dạng như là bị tổn thương nhiều với đội hình nhiều hơn so với cả lúc này.
Nói chung là Negroma nó bắn rất là rát luôn. Các bạn sẽ cảm thấy nó có cái sự khác hẳn so với cả cái lúc trước với đội hình Tima bên kia. Thì Tima bây giờ có nhiều người chơi sẽ kết hợp với cả Negroma như vậy, còn đâu một bên là sẽ đi theo kiểu tiên đá thuần kết hợp với sắc đẹp như thế này. Đội hình kế tiếp đây, Ma Siêu, 3 Pokemon hệ ma tàng hình, còn đâu thì có thêm Mew Origin, Necroma, Mega Mewtwo X đây. Lúc đầu tiên tổ lệ như là đã bị dính. Cái sát thương phản lại nên thế nên là Mega Mewtwo X đã bị chết từ sớm này. Còn bây giờ cũng đã lôi kéo được con Sunny vào trong kia đập rồi này. Còn đâu cái bẫy của Magina bên kia lên Zmu 6 rất là ghê. Bây giờ team Ma đang có cái sự tàng hình này. Và mà mình nhớ là hình như là hơn nhau khoảng tầm 3 triệu lực chiến thì phải. Nhưng mà cái sức mạnh đến từ những Pokemon hệ siêu này đánh rất là ghê luôn. Đây Mega Mewtwo X đây, một S mới đập chết mất con ấy rồi. Shiny Mega Gardevoir rồi. Nói chung là chỉ cần có thêm những S cộng S mới khác là bao giờ cũng có sự khác biệt hơn hẳn. Và bên này nuôi con Necroma mạnh hơn, thế nên là nó con Mew Origin hình như là không hỗ trợ hồi sinh dành cho con Mega Mewtwo X. Bộ đôi Mew Origin với Necroma đây. Chết. Và bên kia bây giờ chỉ còn lại có 3 con. Và trận đấu này thì coi như bên team Ma bên này đã giành chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng ngó lại, đó là đội hình thứ hai, đó là hơn nhau tầm 2 triệu lực chiến đây. Cùng chuyển qua bản tiếng Anh. Bản tiếng Anh bây giờ thì người chơi hạng 1 đi theo kiểu hướng tiên đá thuần đây này. Đội hình thứ hai là theo kiểu Ma Siêu. Và chúng ta sẽ cùng xem ở trận đấu này. Trận đấu bắt đầu. Bây giờ tiên đất đá thuần đây, bên kia là Ma Siêu. Thì với cái team tiên đá thuần của người chơi bên kia thì mình cũng đã xem ở rất là nhiều trận đấu rồi. Lên Zmu xong rồi là nuôi 11 sao có sự phòng thủ vững chắc cực kỳ luôn. Và cũng không sợ là không có đam luôn, bởi vì có Diamond Goldon này, Gigadon này, Shiny Mega Tyranitar, xong Mega TNC cứ đánh phát nào là tạo ra được cái đá bay phát đấy. 68 triệu đến từ Necroma này. Nếu bạn mà không có sử dụng thêm Necroma ở trong cái đội hình Ma Siêu như thế kia thì cái tỷ lệ mà giành chiến thắng trước cái team tên đá thuần bên kia cực kỳ là khó khăn luôn. Nhưng mà bạn cũng sẽ cần phải nuôi mạnh mới có cái lượng sát thương để vượt qua được cái bức tường giống như vừa rồi. Và chỉ cần những cái sát thương mạnh như vậy thôi là coi như bên team Ma bên kia búc hơi rất là nhanh, bởi vì phản đam lại. Thêm đòn tấn công 50 triệu nữa và bên kia lại cũng bị bay mất thêm 1-2 con nữa này. Nói chung là những phản đam đến từ team đất đá nó rất là ghê. Và kèm thêm nữa là cái quả núi đá như thế này nữa, những Pokemon đứng hàng sau cũng không thể tấn công được. Nói chung là với team Mai bên kia thì theo kiểu mà nó đang cầm cự thôi và chờ đợi lượt hồi sinh để có thể là ulti được tiếp phát nữa. Một đòn tấn công vừa rồi rất là ghê. Nếu mà Necroma mà mở thêm được cả cái Zmu 6 nữa đi cùng với Siêu thì nó còn bắn ghê hơn nữa. Gigadon thì chống chịu được cái những đòn tấn công của những Pokemon trước đó, còn đâu thì so với cả của Necroma thì nó lại kém hơn so với cả Diamond Goldon. Nói chung mỗi Pokemon thì nó sẽ có cái nhỉnh hơn khi đấu với cả những cái Pokemon khác. Và đây đến lượt 5 thì team Ma bắt đầu lại sống dậy để tấn công tiếp này.
Và với bên kia thì họ để thêm một con Raymond Goro nữa để đề phòng nhớ đâu trường hợp con Jigare nó bị tử trận thì mất đi bạo cát. Thế nên là có Raymond Goro nữa thì vẫn đủ này. Phải nói là Necroma nó bắn rất là ghê luôn. Và các bạn cứ thử tưởng tượng đúng là không có Necroma trong đội hình Marcio như thế này thì cái team bên kia có lẽ tử trận lâu rồi, giống như là của bên trận đấu bản ở bản đài vừa rồi này. Xong và Giardia cũng đã tính thức tử trận nhưng mà vẫn còn bão cát bởi vì vẫn đủ bộ ba để có thể kích hoạt được. Và như các bạn thấy là bây giờ còn lại đội hình như thế này, nhưng mà ở trận đấu sau gặp một người một cái đội hình theo kiểu mà mười mấy triệu, 12 triệu tiết đá cũng mấy con quan trọng, nhưng mà cuối cùng là bên team bên này vẫn lại giành được chiến thắng này. Bẫy nổ các kiểu này, có thể nói đây cũng là coi như là một trận cũng hên hên của bên team này. Chết cả đôi luôn. Đây đội hình như thế này thôi. Cả hai bên bên này thì còn đang kiểu dạng như là lực chiến lúc đầu thấp hơn này. Và kèm theo nữa là đội hình thì cũng bay đi gần hết rồi này. Bên kia thì đầy đủ luôn, 12 triệu chiến. Nhưng mà cuối cùng lại bị thua ở cái trận này. Để có thể là mất đi cái thứ hạng, đó là hạng mục này. Đoạn này thì kiểu dạng như là bên kia quá hên luôn. Mega này qua ra Z mù này. À thực ra cũng không phải hên, mình nghĩ là một đội hình thắng được hai bên kia, nhưng mà đó là do cái đội hình thứ hai của bên này, đội hình theo kiểu ma siêu thì phải, đội hình thứ hai bên kia ra trận và lại đấu tiếp với đội hình bên này. Nói chung là bây giờ chia ra làm hai đội hình ma siêu với tiết đá rất là hên xui. Trận đầu tiên thì có thể giành chiến thắng, xong đến trận tiếp theo thì lại bị thua như thế này. Hên xui nhất vẫn là nhờ con Necroma nó bắn. Và với bên kia đồ dạng như cũng không hẳn đi theo kiểu thuần, có thêm Giachi với cả con Mega Rayquaza. Thế nên mất đi hai con đấy xong là coi như là bên kia cũng chỉ còn lại có ba con hàng đầu là có thể chống chịu thôi. Phản đam rất là nhiều này. CB để hỗ trợ hồi sinh này, hỗ trợ kháng tử này. Và thêm cái quả biến hóa thành Shiny Mega Tyranitar nữa bắt trước để có thể tạo được cái núi đá. Mega Rayquaza thì lên được Z Mu, do đó thì được bay lên trời lần thứ 3 này. Chung với team tiên là thuần và thiếu đi một vài con quan trọng như vậy thì nó cũng đã mất đi được cái dạng như là cái sức mạnh đến từ tấn công, ví dụ như là Magena chẳng hạn này. Bên này thì đang bổ sung thêm Mega Ray thì bên kia nuôi mạnh quá, chỗ này vẫn còn sống sót được. Một trận đấu rất là mịt mù luôn. Và trận này thì bên kia giành được chiến thắng này. Mình sẽ tua tắt để đến với trận đấu cuối cùng. Ở trận đấu cuối cùng này mình sẽ xem một cái trận đấu như thế này. Một người chơi 7 triệu rưỡi, mình nghĩ là thắng cũng rất là hên đấy. Đấu với cả hai cái team 8 triệu 8 với cả 8 triệu 4. Đội hình team ma mà để giành được chiến thắng trước khi thế là thuần về sau như này cũng hiếm. Nhất lại không có sử dụng con Necroma luôn, mà sử dụng đội hình team ma theo kiểu như thế này. Có thêm mỗi Mew Origin để hỗ trợ thêm cái khoản là hồi sinh dành cho hai hệ siêu, một hệ siêu đồng đội mạnh nhất thôi. Thì bên team ma này đang chơi theo kiểu tàng hình hai lượt đây, đầy đủ tàng hình luôn. Bảo vật vàng của Sonia này, bên này thì chơi team ma nhưng mà đi theo hướng đó là tàng hình liên tục trong vòng hai lượt như vậy thì cũng sẽ có một cái lợi là làm cho bên kia
kiểu dạng như là cũng không nhìn nhìn thấy ra đòn skill để có thể là tăng cường thêm khả năng phòng ngự hay tấn công này. Thế cũng là một cái lợi, nếu bởi vì là nếu bạn chơi theo kiểu team ma thuần như thế này thì bên kia chỉ đứng để nhìn bên kia đánh tấn công hai lần này. Còn đâu trong trường hợp kết hợp với cả những đội hình khác thì chưa được tàng hình thì có một số Pokemon nó sẽ là mục tiêu để tấn công, nó bên kia nó cũng sẽ hành động được sớm. Ví dụ như Shiny Megatiraita nó hành động là nó sẽ tạo được cái bức tường đá giống như thế kia, một cái để chặn được khống chế với cả nó giúp cho team của bạn chắc chắn này. Thì bây giờ để thiết kiểu team ma thuần nhiều hơn, không có Necroma thì bên team ma được hành động một cách liên tục luôn. Thì đấy cũng là một cái cách chơi cũng rất là hiệu quả, rất là hiệu ứng ngủ này, xong rồi là đọc các kiểu đang đặt lên phía bên địch này, cả giảm nộ nữa. Lúc này thì không có kiểu như là cái Diamond Kyo để chống giảm nộ gì cả. Thời kỳ này về tốc độ cao nữa thì nó cũng khác biệt hơn. Thế nên là không kết hợp với ma siêu nhưng mà đi theo kiểu mà bảo vật vàng của Sunia, xong rồi những team ma theo kiểu full tàng hình như này nó đang có cái hiệu quả rất là tốt này. Và Shiny Mega Gengar đây. Và bây giờ lượt 5, không có cái sát thương quá mạnh, do đó thì bên team ma này nó cũng đỡ bị phản đam nhiều này. Giống như kiểu con này của ma nó bắn phát, xong rồi thấy bên mình chết đi vài con đấy. Bên này chỉ chủ yếu theo kiểu nhây nhây, đặt ra nhiều hiệu ứng này và cũng có cái gây sát thương lớn, đến từ theo kiểu mà giật ánh trăng này. Nhưng mà cuối cùng cũng không chịu được, đến lượt 5 thôi là đã chính thức tử trận rồi. Và Shiny Mega Gengar bên kia thì đang có kiểu dạng như là cái tàng hình. Và là tấn công cuối cùng đây. Lúc này team ma đã hồi sinh mất một lần rồi mà không có tấn công được bên kia thì xác định luôn là cũng sẽ thua. Đấy là sự khó chịu của team ma này. Nó cứ tàng hình và bên kia cũng không nhìn thấy để đánh. Và người chơi bên kia thì đang sử dụng con Mew Origin, cái bảo vật vàng của Sunia này, cái vương miện này. Lua vườn rồi đòn tấn công 41 triệu. Và một phần là đến từ bảo vật vàng của Luala nữa. Kiểu dạng như nó hồi sinh lại, nó sẽ tăng thêm máu gốc dành cho những Pokemon hệ ma này, cả chính nó nữa, được kích hoạt đến 2 lần. Do đó cái sát thương vừa rồi ánh trăng nó giật, càng lúc nó sẽ càng đau dần, bởi vì là cái hồi sinh của nó được tăng thêm máu gốc này. Sát thương gây ra lúc đấy là hơi bị ghê ấy. Đấu này thì mình sẽ tua tắt luôn. Và bên kia giành chiến thắng team ma, giành chiến thắng trước hai cái team luôn.